Căn nhà nhỏ lụp xụp này là nơi ở của ba mẹ con chị Phạm Thị Nuyến ở phường Cốc Lếu. Là hộ gia đình cận nghèo, nguồn thu của chị Nuyến trước đây trông vào những chuyến chở hàng thuê ở cửa khẩu. Tuy nhiên, hai năm nay, dịch bệnh bùng phát không thể chở hàng. Chị Nuyến đành chuyển tìm công việc khác để có thêm thu nhập, nhưng cũng chẳng được là bao. Trước thì dịch thì nói chung là đi chợ, đi Trung Quốc đẩy hàng thì nó cũng đỡ hơn nào. Cái sau những cái vụ dịch này thì vất vả hơn rồi. Mình thì chị lại nách hai đứa con lớn hơn ra nó cũng khó khăn hơn nhiều. Cái dịp Tết này thì nói chung là nhà ta sắm sửa, mình thì cũng vẫn phải đi làm để kiếm đồng tiền thêm vào để lo cho cái Tết cho hai cháu, cho nó tương bằng bạn và người nó đỡ khổ. Còn với chị Lê Thị Thu Hà, ngày Tết càng bộn bề lo toan khi thu nhập từ những chuyến đi thu mua phế liệu không còn đều đặn như trước. Dịp Tết này, chị dự định sẽ không sắm sửa như mọi năm. Mọi thứ phải thật đơn giản nhất để có thể cắt giảm chi tiêu cho gia đình. Tết cổ truyền thì của Việt Nam thì cũng sắp đến nơi rồi. Thế ai cũng mong muốn một cái Tết là đầy đủ no ấm. Thôi nhưng mà tùy theo điều kiện hoàn cảnh của từng gia đình, như điều kiện của tất cả chung mọi người thôi. Thì điều kiện của mình đến đâu thì mình cũng cố gắng lo đến đấy. Thế còn cũng chẳng biết là làm thế nào. Để chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có một cái Tết ấm no, đủ đầy, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương của thành phố đã tích cực rà soát, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà các gia đình. Trong dịp này, đã có trên 1.000 hộ gia đình được thăm hỏi, tặng quà với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng. Hỗ trợ cái sinh kế cho cái hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, và đặc biệt là sẽ có những cái quy hoạch và triển khai những cái dự án lồng ghép để triển khai ở các cái vùng ven của thành phố, đặc biệt là các cái hộ đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố ở cái vùng các xã khó khăn. Với tinh thần tương thân tương ái cùng sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Lào Cai sẽ được hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.